tôm nè. Ồ, con tôm đã chưa? 2 ký 250 con, 2 ký 250 chả lớn không con này. Cá này cá gì ta? Cá cam, cá cam về nướng ăn cuốn bánh tráng cũng ngon. Ôi cua 270 kg cũng mắc ha. Dạ. Cua to nhờ. Ôi trời ơi con cua. Trời ơi con cua đã chưa. Cua này ăn chất lượng luôn đó. Ăn cua này không có chín được nha. Ở vậy hả? Cua nếu mà chị mua bà cua mà cua nuôi chẳng có phải chẳng chẳng á trời sáng á cua nó ốp lắm. À. Ối vô lên là chị 2 ký 250 nha. Ăn luôn á. No luôn. Mình. Ủa cái này mực gì ngon? Trứng này ngon lắm đó. 2 ký 750 rồi đi đi. Nè chị cha có ngồi lên xe bò không nè? Xe bò bò khé nó chui trong đấy rồi nó không đá. Trời cua ngon quá, hai nhiêu ký nha? 250. Bây giờ không biết có ngon không. Nhưng mà cua này đẻ được không? Đẻ được không? Đẻ được con lễ đổ lại. Ui vậy hả? 250 cho ra cho ba lẻ đi. Trang ơi, 100 mình trừ ra cho ba lẻ 80 đi. Trang ơi, cua này 250. 250. 250 hả? Bên kia đòi 250. Cái này cua này ngon nè. Cua này là cua trơn. Cua trứng hả? Cua trứng hả? Không khí là sao đi lại luôn. Mến không? Mến không? 240 200 được hả? Còn lấy vô 230 được luôn. Ừ. 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 Mà thấy nó mặn quá à. Thấy cua ngon á. Ừ, thấy cua là ngon á. Đợt này tao có cua nhiều á. Em giả nó 253. Cũng nhiều. Nó đòi 230. Nó rất 230. Đại ký qua hết trên một lạ. Cái đồ nó đây đồ này. Ủa mà không biết có đủ không mang. Còn mấy trăm bao nhiêu đồ? Cái đồ chưa được. Mỗi người ký thì đúng cua rẻ. Mỗi người ký về luộc ăn nha. Không bỏ chung một cái thùng đá. À, cái thùng xốp ấy nó đục lỗ đâu xốp á nó đục lỗ nó đục có mang tiền theo đây không? Không đủ mang ít lắm thì làm sao mà kiếm cá được
Dạ. Không, cua này không cho đá. Cua này không cho đá. Cua này nó sống được mấy ngày mà. Nó mềm hơn là cua. Dạ nó mềm hơn cua. Đúng rồi. Cua ăn ngon hơn. Cua để lâu hơn. Về nấu bánh tôm cua. Trời ơi về hấp cũng ngon. Đâu rồi lấy con nhỏ nào đâu ta? Đấy, bánh bà này, bánh này. Đấy, đấy nè. Đâu, rồi, không, thấy. Nè, đây có không? Hãy chồng em đi. Đây phải không? À, đang lên chim. Đây phải không? Đây nè. Mình đi xa quá, để tao vô lấy tiền. Thôi đi lấy tiền, đi lấy tiền ra mua. Con nhỏ đây nè, chị Trang ơi. Ok. Ra đây nha. Rồi rồi, ra đây. Kêu bên lấy tiền được rồi. Được không? 200 thì mấy chị em mua luôn. Dở thì bán giá nào cũng được, mà cua ngon thì bán lời 10.000 5.000 thôi. 230 là bao giá rồi. Được 200 thì đủ mấy chị em mua luôn. Dạ biết rồi, nhưng mà cua ngon mà cô nhìn cua chất lượng phải cua dở đâu. 230 đó chị bán đại không lời luôn á. Lỡ nói cua bán đại thì chị nhìn con cua này. Cua nó chắc dữ lắm. Thôi về 220 được không? Dạ 230 bao giá. Thôi 220 đi. Kêu mấy chị em mua về luôn cho. Đâu có lời nhiều. Lấy trăm mấy mà lừa ăn lời cua dữ vậy? À mua cua đi. Như tiền gì? Đang thích 230. Cua anh đực ăn rồi. Không, con mà nó có gạch á. Lựa cho con có gạch đi. Thơm ngon. Kem, quế. Có không? Có không? Mà gạch ít. Gạch ít. Biết có gạch lên. Nhìn nhớ này nè. Nhiều cái nó cam cam này. 230. Đi lấy ha. Cái con này bao nhiêu tiền? Chị lựa đi em lựa. Được cái 4.500 à. 4.500. Rồi cho chị cua gạch đi. Còn đâu có gạch không á? Trời ơi. Xíu à. Giờ muốn về không có thời gian ăn nữa tin không? Hả? Em ăn thêm mà. Ít lắm, còn đi ít rồi. Tối nay mình có phải mấy... Cam nè, ở trong đó cô à. Cứng không đó, con này ngon không? Bán chạy, bán thí đây nè. Con này bé quá. Nhưng mà nó gặp nhiều. Con to hơn tí đi, được con to hơn tí đi. Con này đúng đúng đúng. Nó có gạch không? Có. Có. Nó ngon không? Nhìn cái màu là biết rồi cô ạ. Ây da. Con nào gãy càng. Thôi nhiêu đó đủ rồi trời ơi. Ký 8, ký 9 nữa, chưa được, ký 8 là chưa được ký 9. Ký 9 nếu ký 9 là 2 ký là 460 mà, 2 ký 460. Với lại trừ ra một lạng cho hơn lạng cho 30 cái đi. 460, 420 được rồi, tại vì nó hơn lạng mà. À 420. Cô chú. Là 420 nha. Thì có 460 mà trừ ra một lạng là còn 440 mà bớt hơn một hơn.